Xin chào mừng các bạn đến với linh kiện 789.vn Ngày hôm nay bên mình đang chuẩn bị đóng một cái đơn hàng Để gửi cho một vị khách ở trong Nam Và anh ấy thì thường xuyên bán hàng bán hàng rong ở lề đường và ban đêm Thì anh có yêu cầu bên mình là sẽ thiết kế cho anh ấy hai cái bình ắc quy Và thiết kế cái đèn led 12V để anh sử dụng bán hàng Và yêu cầu là cái đèn phải sáng Phải cực kỳ sáng để cho nó nổi bật lên cái gian hàng của anh ấy Thứ nhất, thứ hai nữa là cái dung lượng pin nó phải đủ sáng được cho anh ấy liên tục từ 6 tiếng đến 8 tiếng liên tục. Và tiếp theo nữa là phải cần gọn nhẹ để di chuyển cho nó đơn giản và cách sử dụng phải thật là đơn giản. Thì hôm nay bên mình đã tư vấn và lắp đặt cho anh xong. Ở đây thì bên mình tư vấn cho anh ấy làm hai cái bình ắc quy 12V 40Ah và pin ở đây sử dụng là pin lá, loại này là loại 4S pin 3.2V. Thì như vậy là mỗi một cái bình này bên mình làm là 4 viên pin 3,2V 40A Như vậy khi chúng ta sạc đầy nó sẽ làm 14,6V Và cái dưới này cũng tương tự như vậy Và cái cách thiết kế cái bình này cho anh là thiết kế một cách đặc biệt Chứ nó không giống như những cái bình ác quy khác những bình ác quy khác thì nó sẽ ra hai cái cọc ở đây là cọc dương và cọc âm. Nhưng trong trường hợp của anh sử dụng là không cần dùng cọc dương và âm làm gì cả. Mà chỉ dùng để cho bóng đèn không thì bên mình đã tối giản nhất có thể là ở đây là sẽ sử dụng bằng cái rắc cắm có nghĩa là khi nào anh sử dụng thì anh chỉ cần cắm rắc cắm vào là nó sáng đấy mà độ sáng ở nơi cái đèn này phải nói là nó cực kỳ sáng luôn chứ nó không phải là sáng thông thường nó sáng còn hơn cái đèn đường nữa cơ ở đây thì à, bên mình tư vấn anh sử dụng hai bình ắc quy 12V 40A và ba cái bóng đèn led led COB 12V 300W thì à, để cái bóng này nó có thể phát huy được 300W thì chúng ta phải cấp cho nó cái nguồn lên đến tận gần 20V. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng ở mức 12V thì à, cái dòng điện nó ăn sẽ ít hơn. Và thực tế như thế nào thì lát nữa mình sẽ đo cho anh em xem là cái dòng điện nó bao nhiêu. Hiện tại ở đây thì mình đã thiết kế cho anh là ba đong bóng đèn LED cốp 12V 300W. Và cái này không cần phải gắn tản nhiệt bởi vì là nếu như chúng ta dùng cái 12V thì nó không đủ nóng để hỏng được cái 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 hạt led này nên là bên mình không cần tán nhiệt. Và, và thực tế thì bên mình đã test trong vòng một ngày thắp liên tục thì nó không vấn đề gì cả. Nó chỉ là nóng chứ không phải là nó nóng đến mức mà nó hỏng được cái 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 led cốp này. Tên mỗi cái led cốp này bên mình đã dán băng dính tông lên đây rồi để cho nó đảm bảo là khi anh sử dụng có đụng chạm ở đây thì nó cũng không vấn đề gì cả. Mỗi một cái led cốp này nó sẽ đi ra một đoạn dây bao gồm là 5m và cuối led này nó sẽ có một cái rắc cắm để chúng ta lấy nguồn từ cái bình hạ quy này cắm vào là sử dụng, không cần công tắc nào luôn. Chúng ta chỉ rút ra là cắm vào thôi. Còn về cái cách thiết kế là như thế này. Nó cũng là sử dụng một cái vỏ bằng nhựa thông thường như bên mình đang đóng bình hạ quy cho anh em. Đấy, và vị trí bên này nó vẫn là rắc sạc, vị trí bên này nó vẫn là cái công tắc để chúng ta xem được cái số điện áp bây giờ nó còn bao nhiêu hai cái chân cọc hai bên là cọc âm dương thì bên mình đã thay thế bằng cái rắc ba chân giống như rắc sạc luôn để anh ấy cắm vào và sử dụng điện. thì anh lưu ý là ở đây sẽ bên em đã hướng dẫn cho anh rồi. cái phần rắc sạc là cái rắc này anh cứ việc cắm sạc vào, đây cắm sạc vào đi. cái này dùng rất đơn giản. bây giờ cắm sạc vào thì nó sẽ màu đỏ còn khi nó đầy là nó sẽ màu xanh. Và có một cái đặc biệt là khi cái rắc sạc này chẳng may cắm nhầm vào rắc nguồn chính đầu ra thì nó cũng không vấn đề gì, không có gì xảy ra. Và có cắm vào nguồn dự phòng thì nó cũng chả có việc gì xảy ra cả. Đấy, bởi vì là cái số cái số thứ tự ba chân ở trên đây bên em đã thay đổi. Ví dụ như sạc chân 1 là dương, chân 3 là âm. Nhưng mà đèn chúng ta sử dụng á thì chân 1 là dương và chân 2 là âm. Nó lệch chân với nhau thành ra là khi chúng ta có cắm cái đèn vào cái rắc sạc thì nó cũng không vấn đề gì nhưng khi chúng ta cắm vào rắc nguồn chính thì nó sẽ sáng đây tương tự như vậy đấy rồi và hai cái rắc sạc này à hai cái rắc nguồn chính để ra sử dụng này thì nó sẽ có cái chức năng khác nhau cái rắc nguồn chính là rắc nằm ngay ở bên cạnh sạc này bên em đã ghi có nghĩa là cái rắc này anh sẽ sử dụng liên tục để sử dụng đèn sáng còn cái rắc nguồn dự phòng này là không dùng không dùng đến chỉ trường hợp chẳng may cái rắc nguồn chính này nó xảy ra vấn đề không may nó lỗi ví dụ như anh đang bán hàng vào cái lúc cao điểm rất nhiều khách mà tự nhiên không may cái đồ điện tử mà chúng ta không biết trước được nhỡ may cái mạch điều khiển sạc xả trong đây nó có vấn đề nó không cấp nguồn ra nguồn chính nữa thì nó sẽ lỡ rất là nhiều việc của anh nên vì vậy là bên em đã làm ra một cái rắc nguồn dự phòng cái rắc này nó sẽ không thông qua bên chỗ mạch sạc nữa mà nó đi trực tiếp từ cọc âm dương của pin trong đây nó ra đây thì có nghĩa là không may bên đây nó không sáng nữa Thì anh có thể cắm sang đây để dùng dự phòng Trước khi mà gửi về bên em để bên em xử lý Hoặc là bên em gửi mạch cho anh xử lý Thì anh vẫn dùng cái nguồn dự phòng này bình thường Còn trong khi mà mạch Cái nguồn chính bên đây không việc gì Thì chúng ta vẫn cứ dùng bên đây Không nên dùng bên này Bởi vì khi dùng bên này á, Điện áp nó sẽ xả xuống tận hay bằng không luôn Mà chúng ta không thể, thể cắt xả được còn nguồn chính này nó sẽ đi qua mạch sạc thì nó sẽ bảo vệ khi chúng ta xả ra quá quá điện áp rồi và trong trường hợp ở đây anh mua là 3 hạt LED thì nếu như thời gian mà khách thông thường thì anh sử dụng mỗi một hạt LED dành cho một bình sử dụng bằng rắc nguồn chính. Còn nếu như trong trường hợp giờ cao điểm chẳng hạn từ cái giờ 7 rưỡi cho đến 9 rưỡi gì đó, cái giờ rất là nhiều khách rất là đông khách thì chúng ta cần phải cho cái gian hàng nó thật là nổi bật, thật là sáng sáng nhất có thể thì chúng ta sẽ sử dụng cả ba hạt này sáng cùng một lúc thì cách sử dụng thì anh vẫn cứ sử dụng hai cái hạt này cho hai cái bình bình thông thường còn nếu như cái hạt thứ ba này anh muốn giờ cao điểm đó, thì anh có thể cắm tự do vào trong cái bình thứ nhất hoặc là bình thứ hai vào cái rắc dự phòng và độ sáng cái đèn led này thì cực kỳ sáng bây giờ bây giờ em sẽ test cho anh xem nhá đây ra đây ta test này bây giờ em tắt điện như này đó cất cái hạt led ra ngoài này thì cái phòng này nó sẽ tối như thế này đây phòng kỹ thuật Rồi cho đèn vào xem sao Thì phải nói là nó rất sáng Nếu như cái này chúng ta mà treo lên cái độ cao khoảng tầm 5 5 đến 4 đến 5 mét Thì nó sáng cực kỳ luôn Đây ra ngoài này Không gian bên ngoài này Đấy nó sáng nguyên một vùng này Rồi cắm thêm cái nữa để cho nó sáng hai cái luôn đi Xem nào Đây cất hạt led đây này, này Thì đèn như vậy Nhưng khi cho đèn lên Thì chúng ta cảm thấy là cái đèn này nó nó đang lợi thế rất là cao này hai đèn này rất là sáng anh em ạ bây giờ đó rồi ok bây giờ sẽ đo dòng điện cho anh em xem là mỗi một hạt led này khi với trạng thái như bây giờ thì nó sẽ tiêu tốn hết bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu a giờ nhá à, bao nhiêu dòng điện bao nhiêu nhá kẹp vào dây dương Ở từ từ, cho. cho dc chưa cho zero chưa từ 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 phải tháo ra đã rồi ở đây đang đo vào dòng điện ở đây này cho DC này bấm zero này là về không nhá bây giờ em sẽ kẹp vào từ từ lại úp lại cho đỡ trôi mắt Ôi dồi, từ từ cứ úp đàng hoàng này rồi ok chờ cấp nguồn vào Hiện tại bây giờ dòng điện là 4,9 4,9A cho là 5A đi. 5A thì ví dụ như bình này là bình 40. Bình 40 thì anh hoàn toàn có thể sử dụng cái cái đèn này liên tục được khoảng tầm 8 tiếng thì chúng ta cứ lấy 40A chúng ta chia chia cho 5A sử dụng là ra được cái số thời gian mà chúng ta sử dụng. Đấy. Còn về cái giá sản phẩm như thế nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video. À, để bên mình có thể báo giá cho các bạn chính xác nhất. Ba đèn này mà sáng một lúc thì anh sẽ bố trí Nơi cái khu vực khoảng tầm có chiều dài của cái vị hè khoảng tầm 20 mét thì chúng ta sẽ để hai bóng này ở hai bên. Nó phóng ánh sáng ra giữa. Còn nếu như trong lúc mà khách uh, cao điểm á thì chúng ta sẽ để một bóng nữa ở giữa thì nó cực kỳ sáng. Thì do cái tính chất công việc của anh là anh thường xuyên di chuyển ở bên ngoài và ở ngoài đường nói chung là ở nơi bán vỉ hè ấy, thì cái việc mà dỡ hàng lên xuống ấy, thì đối với cục pin này nó rất là nhẹ nếu như mà anh sử dụng ra bình ác quy ấy, thì anh xách hai cái bình ác quy năm a nó rất là nặng nhưng mà trong khi đó bây giờ chuyển thành cái pin này nó rất là nhẹ nhẹ hơn rất là nhiều và bên em cũng đã thiết kế một cách đặc biệt là sẽ bọc xung quanh ở trong đây nó là cái vỏ nhựa này giống như bình ác quy khác nhưng mà Do là anh thường xuyên sử dụng ra ngoài đường và di chuyển và đặt lên đặt xuống rất nhiều nên thành ra là em đã thiết kế bọc xung quanh tất cả bằng uh, bằng mút xốp. Mút xốp sau đó bên em băng băng dính xung quanh gần như là kín đến 90% rồi, chỉ còn mỗi ba cái rắc này là nó lòi ra ngoài thôi. Thì như vậy không may mà mưa nước nó có vào đây thì anh chỉ cần bảo quản che cái lớp lớp trên này xong không vấn đề gì cả. Đây, thì đối với một cái bình quy này sau khi chúng ta làm hoàn thiện xong thì nó sẽ có trọng lượng là khoảng tầm 3,9 kg. Rồi như vậy là xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.